Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình lại đi rừng làm giấy. Thì đến với clip ngày hôm nay các bạn sẽ được tìm hiểu về cây cải rừng nhé. Thì cái loại cây này lại rau rừng đấy, các bạn chắc cũng nghe nói rồi, cũng có nhiều bạn thì đã có quen thuộc rồi. Tuy nhiên là cũng có khá nhiều bạn thì chưa biết về cái loại rau này. Cây rau này thì nó cũng có nhiều tác dụng chữa bệnh lắm các bạn, mình cũng biết ít thôi, mình cũng biết một vài tác dụng của nó thôi. Các bạn có biết thêm về những cái tác dụng chữa bệnh nào của nó thì vui lòng để lại comment bên dưới video để mình tìm hiểu cùng mở rộng thêm kiến thức nha các bạn nha. Thì đây là cái rẫy cà phê của mình đây. Giờ đầu mùa mưa mình mới chuẩn bị trồng cà phê, giờ chưa có cây nào đâu. Giờ mình sẽ cùng các bạn đi tìm kiếm cây cải rừng nhé. Cái loại cây này nó còn có cái tên khác trên dân gian, nhiều nơi họ gọi mỗi khác, có những cái tên gọi khác nhau. Thì đây là một cây này. Đấy. Trời nắng quá hơi chói, các bạn thông cảm nhé. Mình nay mình đi có một mình này, không ai quay máy cả. Một tay mình quay, một tay mình nhổ. Đây là cái cải rừng đấy các bạn. Đây. Thì cái loại cây này nó một trong những tác dụng của nó là nó đắp lên vết thương, để vết thương mau lành. Đấy, đây cây nữa này. Loại rau này ăn cũng rất tốt nhé các bạn. Nó vừa có tác dụng chữa bệnh, vừa sạch sẽ trong rừng, trong giấy nó không có phân cho, không có thuốc hóa học đâu các bạn này. Đây này, đây cây nữa này. Nếu mà các bạn muốn nhặt về để chữa bệnh thì chúng ta nên nhặt lấy cả phần rễ của nó, lấy cả rễ của nó về rửa sạch. Đây, rất là nhiều những cái non thì chúng ta có thể đem về ăn được, ăn cũng rất ngon. Đây nữa này. Đấy. Đây là cái rau cải rừng này. Thì gọi là cải rừng đây. Đây, các bạn nhìn kỹ nha. Lá của nó thì có lông tơ các bạn ơi. Đây có lông tơ. Đấy. Có lông tơ trắng trắng này. Lá dài. Đây là hoa của nó đây. Hoa. Mình sẽ đặt rồi và tiếp tục đi tìm. Đây, 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 đây. Những cây này nếu mà các bạn nhân giống được ấy thì đem ở các bạn ở phố ấy, thành phố ấy, đem trồng ở trong những cái chậu trước nhà cũng rất là thích hợp, vì nó cũng khá đẹp mà nó còn có nhiều tác dụng chữa bệnh. Mình trước đây mình có tìm hiểu về tình cờ mình được biết ấy, là cái loại cây này nó cũng có giá trị rất cao, một cân tươi hình như là cũng 300-400 nghìn một kg đấy. Cái này rất non. Đây, sau một hồi nhặt nhạnh thì mình đã
kiếm được một mớ rau rừng này. Đây là những cái rau tự nhiên rất là sạch. Loại rau này đặc biệt ăn sống rất là ngon này các bạn. Hy vọng mình chia sẻ clip này thì rất có ích cho những cái bạn thích làm video sinh tồn trong rừng. Đi rừng mà gặp những cái loại rau như thế này thì chúng ta cứ yên tâm mà ăn tươi, rất là đảm bảo. Khi các bạn muốn đem chữa bệnh thì chúng ta hãy nhặt tìm lấy những cây thật già càng tốt, tại vì già thì công dụng chữa bệnh của nó cao hơn những cây non các bạn nha. Loại rau này thì nó thường hay mọc ở những nơi bãi đất hoang này, chỗ cũng ẩm thấp này, rồi những cái nơi trống trải ấy, các bạn dưới bóng mát bóng râm thì nó cũng ít lắm. Thì đây là cái rẫy cà phê của mình, nó trống trải đấy, cũng lâu ngày mình không sạc cỏ, giờ cỏ tốt quá. Cảm ơn các bạn theo dõi clip nhé. Hôm nay clip của mình tạm dừng tại đây. Các bạn thấy hay hữu ích thì hãy chia sẻ giùm mình nhé, nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo nha.